niềm đau thương sâu tận trong lòng này, hơn thua làm chi đâu, cho thêm hơn ghen thôi. Quên đi ngày xưa kia, quên đi dĩ vãng đó. Nếu như ngày xưa ấy ta không lầm lỗi, chắc gì ngày hôm nay hạnh phúc mỉm cười. Nhiều năm qua đã cố quên em, mà lòng này càng thêm thương nhớ. Nếu như ngày xưa kia không nói yêu em, chắc bây giờ hạnh phúc cũng đã lỡ làng. Cuộc đời ta đâu có bao năm, người yêu ơi, anh yêu em nhiều. Người yêu ơi, anh yêu em nhiều. Cô có biết là Lâm Minh đang giữ Trúc ở đâu không? Cô có cách nào liên lạc với hắn ta không? Tôi muốn thương lượng và đáp ứng mọi yêu cầu. Miễn sao là Trúc được trở về. Nó muốn làm gì, tôi cũng sẽ làm theo. Lâm Minh muốn anh chết. Đó là mục đích duy nhất của Lâm Minh. Anh ta đã quá điên cuồng, bởi vì có một người sau lưng đứng xúi giục. Lâm Minh sẽ không bao giờ dừng tay nếu như gia đình của anh lao vào đường cùng và tan tác. Cô muốn nói đến ông Tính hả? Hiện nay không ai có thể ngăn cản được Lâm Minh nữa rồi. Như vậy Trúc sẽ gặp nguy hiểm. Chính tôi đã làm liên lụy tới Trúc. Nếu mà Trúc có bị gì, chắc tôi sẽ ân hận suốt đời. Trúc trong tay Lâm Minh thêm ngày nào thì càng nguy hiểm ngày đó. Tôi thật là vô dụng, không làm gì được trong lúc này. Không phải là không có cách, quan trọng là anh có dám làm hay không. Cách gì? Cách gì tôi cũng làm hết, miễn là tôi cứu được Trúc. Muốn cứu Trúc khỏi tay Lâm Minh chỉ có một cách. Đó là anh hãy bắt cóc tôi và buộc Lâm Minh tráo đổi. Tôi nghĩ là trong Lâm Minh tôi cũng còn một chút giá trị. Anh hãy gọi điện thoại cho Lâm Minh ngay đi. Nếu như anh có tôi trong tay thì Lâm Minh sẽ không làm hại đến Trúc đâu. Đừng chần chừ nữa, gọi nhanh đi. Alo. Anh ơi, cứu em với. Em đang bị hiệp giam giữ. Không. Nè. Anh ơi, cứu em với. Anh ơi, cứu em với. Em đang bị hiệp giam giữ nè. Anh ơi, cứu em với. Alo. Không. Alo. Thỏ này, mày dám đụng tới chồng thì con vợ của mày sẽ chết đó. Mày mau thả Ngọc ra chứ. Tao sẽ thả Ngọc nếu như mày đồng ý trao đổi. Mày không có quyền lên tiếng với tao hả? Mày mà không thả Ngọc ra, tao sẽ giết chết con vợ mày. Mày nghe rõ chưa? Anh ơi, cứu em với. Anh ơi, cứu em với. Anh ơi, anh ơi. Không. Tùy mày. Ok, tao đồng ý. Đừng lo cho tôi, hãy làm theo ý của Lâm Minh. Sau khi Trúc được thả rồi mình tính sau. Mày chó chồng mày đê tiện, dám bắt chồng để uy hiếp tao sao hả? Đó là do anh dồn ảnh vào đường cùng, anh mới đi bước đó thôi.
Nó là cái thá gì dám uy hiếp tao hả? Anh là người gây sự trước. Nếu như anh không bắt tôi thì anh Hiệp không có đi bước này đâu. Mẹ lâu, chính nó mới là kẻ gây chuyện. Nó bắt cóc Ngọc Ngọc khi phát hiện Ngọc là người của tao. Không, không hề có chuyện đó. Chính Ngọc đi tìm anh Hiệp để tìm cách giúp anh đó. Anh không tin nó sao? Vậy thì cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Mày coi đi hả? Nó bắt cóc Ngọc Ngọc làm dùng để mà khống chế tao. Mày coi đi hả? Mày coi cho nó đi. Tao sẽ làm nhục mày để coi nó đau đớn như thế nào hả? 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 Mày mày nói đi. Hẹn nhau một tiếng nữa, tao sẽ dẫn Ngọc ra chỗ hẹn. Tao sẽ thả Ngọc. Mày vẫn giữ đúng lời hứa chứ? Ok. Khi Ngọc về đây thì con vợ của mày cũng sẽ đứng trước mặt mày. Khi tao nghe được tiếng nói của ấy bình an vô sự thì tao sẽ thả Ngọc. Dĩ nhiên rồi, tao không chơi hẹn tới nổi không giữ đúng lời hứa đâu. Được, vậy thì bây giờ tao xuất phát đây. Mày hãy đưa Trúc đi đi. Tôi đã nói với hắn đúng theo kế hoạch của cô, và hắn đã ok. Cô có nghĩ là Lâm Minh giữ đúng lời hứa và thả Trúc ra không? Chỉ có cách này thì mới ép được anh ta thôi. Chỉ có cô mới hiểu được hắn. Chưa chắc. Thôi chúng ta đi kẻo trễ. Ngọc đã điểm hẹn chưa? Cô ấy đang ở đây. Cho cô ấy nghe điện thoại. Em Ngọc đây. Em hả? Em có sao không? Em không sao. Em bắt đầu đi về đây. Mày đã nghe rồi đó. Bây giờ tao muốn nói chuyện với Trúc. Alo, 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 anh Hiệp hả? Trúc hả? Em Trúc đây. Em nói đi. Em có sao không? Dạ, em vẫn bình an mà. Em không sao. Bây giờ em nghe lại anh.
Đi ngay nghe. Anh sẽ chờ em ở ngã tư nghe. Dạ. Dạ. Đi. Đi. Bác sĩ ơi, y tá ơi, làm ơn cứu giùm. Bác sĩ ơi, làm ơn cứu giùm, cấp cứu. Trúc, em đừng có ngủ nghe. Trúc ơi, cố gắng lên em. Trúc ơi, tỉnh lại em. Em đừng ngủ nghe Trúc. Cố gắng lên em. Trúc, tỉnh lại Trúc ơi. Trúc ơi, anh vui lòng đợi bên ngoài à? Để bệnh viện thành phố gặp Trúc đi. Con Trúc đó có sao không? Bác sĩ đang cấp cứu trong đó. Có nguy hiểm đến tính mạng không? Chuyện này đầu đuối làm sao? Ai làm hại con Trúc vậy? Có phải thằng Lâm Minh không?
Theo như thỏa thuận với tụi nó, con dắt Ngọc để trao đổi với Lâm Minh. Sau khi gọi điện thoại cho hắn, con để Ngọc đi rồi đứng chờ Trúc. Con nghe tiếng Trúc cổ kêu. Con vừa quay qua thì cổ đứng bên kia đường, có hai thằng chạy xe máy lao tới. Con chạy gấp lại mà không kịp. Trúc đã té ngã, máu chảy đầy người, ngất đi, không kịp kêu tiếng nào. Hai thằng đó thì biến mất. Mọi chuyện xảy ra nhanh lắm bác à. Trời ơi, như vậy chắc chắn là thằng Lâm Minh sai người ám hại con Trúc rồi. Nói với con Ngọc thông đồng để gài con rồi. Con Ngọc nó không tốt lành gì dẫn sát tới làm con tin. Rõ ràng là có âm mưu trước quỷ gì. Đúng là có quân gian ác. Mày chết chắc rồi. Mày đã tự hại mày rồi. Trời tru đất diệt mày. Bác, bác nói vậy là sao bác? Con Trúc có bề gì thì nó còn đập đầu chết đi cũng không trời đất được dung tha cho nó. Thiệt là trơ trêu mà. Quả báo cho đứa bất lương, nhưng chỉ tội cho con Trúc. Con nghe ba. Alo Nguyệt, con mau đến bệnh viện thành phố. Con Trúc nó bị Lâm Minh bướng người sát hại rồi. Con mau đến đây đi. Chuyện đã đến nước không thể cứu vãn được. Alo, alo ba, ba ơi. Nghe điện thoại đi. Trời ơi, nghe điện thoại đi. Cô mau xéo đi. Nếu anh không muốn thấy tôi nữa thì tại sao ra tay cứu chứ? Tại sao không để tôi chết với tay Hiệp luôn đi? Cô câm miệng đi. Đừng tưởng là tôi không biết. Chính cô tự nguyện làm con tin để mà ép tôi thả Trúc. Tôi không nổi đi giết cô chết là may lắm rồi đó. Anh biết mà vẫn đồng ý đổi. Lẽ cho tôi hại sao? Nhưng tại sao anh cho người với Trúc chứ? Anh không thể nào hành động như một kẻ vô lương được. Tôi không biết cô này nói gì, được chưa? Anh có biết là Trúc bị người ta sát hại ngay trên đường về không? Anh không làm thì ai làm? Anh có dám nói ra không? Đừng có ngu ngốc, làm như anh hùng rơm, nhận tất cả lỗi về mình. Anh không cần nói, tôi thừa biết kẻ ra tay rồi. Cô đi đi. Thank you.
chuyện sai người sát hại bộ của thằng Hiệp có phải do chú làm không? Chú cũng đang muốn hỏi con đây, sao tự nhiên con lại chung tay trước kẻ thù vậy? Chẳng phải cái chết của con nhỏ đó sẽ là đòn khốc liệt giáng xuống đầu thằng Hiệp sao? Nhưng mà con muốn đối diện với nó để chơi công bằng. Chơi như vậy là quá hèn. Đó không phải là hèn, chỉ là không nương tay trước kẻ thù thôi. Chú đã dạy con rồi mà. Ba ơi, Trúc hiện giờ sao rồi ba? Nó đang trong tình trạng nguy kịch, sao bây giờ con mới tới? Hiện giờ Trúc vẫn ở phòng cấp cứu hả ba? Ba nghĩ bây giờ phải đi gặp Lâm Minh cho nó biết nó vừa làm chuyện tài trời, nó đã sát hại chính em ruột của nó. Ba cứ bình tĩnh đi, trước mắt mình phải lo cho Trúc trước, mọi chuyện khác thì mình tính sau đi. Bây giờ ba có nói thì Lâm Minh cũng đâu có tin đâu. Ba nghĩ coi, ba lấy đâu ra bằng chứng để cho Lâm Minh tin chuyện đó là sự thật? Nó không tin thì mặc kệ, ba chỉ thấy hối hận thôi là ba không nói cho nó biết sớm để xảy ra chuyện tại trời này. Bây giờ bà khơi chuyện này ra thì có ích lợi gì? Tính mạng của Trúc đang gặp nguy hiểm, mình phải lo trước. Chuyện trước kia từ từ hẳn tính, bây giờ không phải là lúc ba. Nhưng mà bà nghe con đi, bây giờ điều ba cần làm nhất á là phải tập trung lo cho Trúc, không còn chuyện gì quan trọng hơn hết. Ông có phải là người nhà của bệnh nhân Trần Thị Thanh Trúc không? Dạ đúng rồi. Trúc sao rồi cô? Bác sĩ cho gọi lên gấp. Dạ, tôi lên liền, tôi lên liền. Dạ, à, con. Chào cô. Ba ơi, con lên thì không tiện đâu, con gặp Hiệp là không ổn. Ba lên đi rồi có gì ba điện thoại con liền nha. Tình trạng của ấy hiện giờ tôi nói cho cậu biết rồi đó. Hiện tại thì bác sĩ đang cấp cứu cô ấy. Bác sĩ ơi, con gái tôi sao rồi bác sĩ? Tôi vừa mới nói với Hiệp, tình hình rất là nguy cấp. Cô Trúc mất quá nhiều máu, hiện tại chúng tôi đang truyền máu cho cổ, nhưng mà bệnh viện tôi hết loại máu đó rồi. Tôi đề nghị bác đi xét nghiệm máu, mà ra bác có thể cứu được cô ấy. Bác sĩ, tôi cũng muốn thử máu. Tôi đã nói tình thế là cấp bách lắm, bây giờ thử máu người thân cùng huyết thống sẽ đỡ mất thời gian hơn. Bác là cha ruột cô Trúc đúng không? Vậy mày bắt theo tôi. Tôi không thể. Sao không thể? Bác à, Trúc đang cần máu, bác chịu khó chút đi bác. Máu tôi có vấn đề. Trời ơi, thì bác cứ thử đi. Tôi nói là không được rồi mà. Bác sĩ cho tôi vài phút nói chuyện riêng được không? Nhanh lắm. Vậy cũng được, tôi vào trong chờ. Nhưng mà gia đình nhớ nha, Trúc đang bị cấp cứu, thời gian rất quý từng giây từng phút đó nha. Dạ. Cảm ơn bác sĩ. Bác sao vậy bác? Đây là chuyện có liên quan tới tính mạng con gái của bác mà. Bác là bác của Trúc, chỉ có bác mới là người cứu được mạng của Trúc thôi. Tao đã nói là không được mà. Tại sao là không được? Cấp bách như vậy bác còn giấu giếm nữa. Bác có bệnh gì bác cũng phải nói chứ, phải thử chứ. Thử cũng thử thải thôi, nó đâu có chung sống với tao đâu. Bác nói cái gì vậy? Con Trúc nó không phải là con ruột của bác, con hiểu không? Tình trạng của con Trúc đã ngàn cân treo sợi tóc, làm sao bác dám giận với con được? Nó thật sự không phải là con ruột của bác mà. Má của nó với má của bác đâu có giống nhau đâu. Vậy thì Trúc là con của ai? Bà má của Trúc bây giờ đang ở đâu? Trúc có còn người thân nào không bác? Bây giờ chỉ có những người đó mới cứu được Trúc thôi. Bác,
Anh Lâm Minh về kìa. Lâm Minh, theo tao tới bệnh viện, nhanh lên. Buông tôi ra. Rồi bây giờ ông có quen nhau hả? Tao không cần mày quen. Bây giờ mày tới bệnh viện cứu mạng đi. Cứu mạng? Em gái mày bị chính mày sát hại đó. Đồ thằng chó. Nếu mày không cứu nó, mày sẽ bị hối hận suốt đời đó. Ông nói cái gì? Em gái tôi hả? Nguyệt hả? Nguyệt, Nguyệt mày nằm cấp cứu kìa. Đi đi liền, đi liền. Thằng khốn, mày còn dám tới đây hả? Hiệp, tại sao mày không giữ đúng nữa? Nếu mà trước của mình hay gì, tao không tha cho mày đâu. Tao không có làm gì cả. Mày gì vậy? Tao đã thả người đúng theo thỏa thuận. Mày còn dám nói điều đó sao? Hai anh mà còn quấy rối luôn nữa, tôi mời công an tới giải quyết á. Được rồi, ok. Đây là chuyện gia đình không à, sẽ thu xếp ổn thỏa mà, đừng kêu công an. Không được làm ổn nữa nha. Dạ. Mày. Hiệp, nghe lời bác đi con. Chuyện ân quán gì tính sao? Chuyện trước mắt bây giờ là truyền báo cho con Trúc. Anh của nó đến đây rồi nè. Bác nói vậy là sao? Nó chính là người mà chúng ta cần. Nè ông già, ông ở đó nói nhảm gì vậy hả? Trời đất ơi, không phải con Nguyệt mà là con Trúc. Nó chính là em ruột của cậu. Ông nói nhảm gì vậy? Cậu cứ thở máu đi rồi sẽ rõ mọi chuyện. Trời ơi, coi như cậu làm phước cho người khác được không? Bác, con không để thằng khốn này làm gì đó được. Tại sao bác lại tin tưởng nó chứ? Trời ơi, vậy thì ai cho máu con Trúc chứ? Cho dù như vậy, con cũng không để chuyện này xảy ra được. Chính nó đã cho người giết Trúc. Bà không nhớ sao? Nó giết được thì nó sẽ cứu được. Cậu vô đây thôi. Vô đây gì? Tôi ra. Ông đừng có làm trò lố mình như vậy hả? Ông gài tôi, nói tôi tới đây. Em gái tôi bị tai nạn. Bây giờ con Nguyệt đâu hả? Trời ơi, đâu? Tôi nói không có sai đâu. Trời ơi, bây giờ tôi không còn thời gian để giải thích cho cậu nữa. Cậu theo tôi. Đi vô đi chứ. Tôi ra. Vô đây. Tôi không có dư máu để làm ai chuyện nhảm nhí đây hả? Bác Lâm Minh. Bác. Cậu Lâm Minh ơi. Ông buông tôi ra. Cậu Lâm Minh ơi. Tôi giang cậu. Cậu Minh ơi. Tôi giang cậu mà. Cậu Minh ơi. Buông ra. Cậu Minh à, nhà cậu, cậu cố gắng đi. Cậu Minh, ông muốn ra. Cậu Minh ơi. Cậu Minh, cậu cứu giùm con Trúc giùm tôi đi, cậu Minh. Tôi nói một lần nữa, ông mà theo tôi đừng có trách tôi đó. Nhà cậu cứu giùm con Trúc giùm tôi mà. Cậu Minh. Cậu Minh, cậu quay lại đi. Phải cứu con Trúc, nếu không nó chết mất. Nó mới chính là em ruột của cậu đó. Tôi đã tráo nó với con Nguyễn để đem về nuôi. Cậu cứu nó đi. Tôi đâu có nói dốc đâu, đó là sự thật đó. Cậu Minh ra. Tôi nói một lần nữa, ông mà còn theo tôi thì tôi không đưa tay với ông đâu, nghe chưa? Tôi nói tôi chết đi. Tôi đã sai là bao nhiêu năm tôi không nói cho cậu biết sớm. Nếu không cậu đâu có sát hại ai của mình. Bây giờ nó đang cần truyền máu. Nếu tôi là cha ruột của nó thì tôi đã cho máu nó rồi. Tôi đâu có năn nỉ cậu làm gì. Tại sao tôi dám bỏ quyết cậu có trùng dòng máu với nó? Cậu không hiểu mà. Nó là em gái thất lạc của cậu. Nó là con thù đó. Ông Thuận à, chính tôi đã trao đổi cái đêm đến nhà cậu ẵm bé Thu đi. Tôi đã dắt em gái của cậu đến quỳ lại cha mẹ cậu. Tôi hứa sau khi thu xếp mọi chuyện của con Nguyệt, tôi sẽ nói hết cho cậu nghe mà. Đúng nhầm. Lâm Minh, ông buông tôi ra. Mình buông ra. Ba, buông ra. Dừng tay lại Lâm Minh. Buông ra chưa? Buông ra. Vậy mà buông ra. Buông ra. Lâm Minh, dừng lại. Ba buông tay ra đi. Ba làm cái gì vậy? Tôi xin ba mà. Nguyệt, cô nói cho Lâm Minh biết đi. Những gì ba nói là sự thật. Cứ nó quay lại cứu con Trúc đi. Con Trúc nó đang cần truyền báo. Nguyệt, em vừa gọi ông ta là cái gì hả? Đây là ba ruột của em. Em không phải là em ruột của anh đâu.
Em đã giấu anh đó. Quyền, em điên rồi hả? Em biết là em đang nói gì không hả? Trúc mới chính là em ruột của anh. Trên vai trái nó có cái bớt. Anh tin để không thì tệ anh đó. Nếu như anh không đi cứu nó thì sẽ không kịp nữa đâu. Đi đi Lâm Minh. Đi đi anh. Đi đi. Mây đen vượt qua đây, bão giông vượt qua đây, quên đi niềm đau thương sâu tận trong lòng này. Hơn thua làm chi đâu, cho thêm hơn ghen thôi. Quên đi ngày xưa kia, quên đi dĩ vãng đó. Lâm Minh, nếu như ngày xưa ấy ta không lầm lỗi, chắc gì ngày hôm nay hạnh phúc mỉm cười. Nhiều năm qua đã cố quên em, mà lòng này càng thêm thương nhớ. Nếu như ngày xưa kia không nói yêu em, Trúc, chắc bây giờ hạnh phúc cũng đã lỡ lỡ. Trở lại một anh, Trúc ơi. Cuộc đời ta đâu có bao năm. Người yêu ơi, anh yêu em nhiều. Trúc! 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 Trúc ơi! Trúc ơi! Mây đen vượt qua đây, bão giông vượt qua đây, quên đi niềm đau thương sâu tận trong lòng này. Ta không cho thêm hơn ghen thôi. Quên đi ngày xưa kia, quên đi dị vãng đó. Mày đóng đi. Có phải là con máu như mày không? Mày là thằng khốn nạn. Nhiều năm qua mày đã giết cái đứa gái của mày rồi. Mày giết cái đứa gái của mày rồi. Cũng phải là con người mà. Nếu em mày đứng về máu sớm thì đã cứu sống được rồi. Mày đi chết đi thằng chó chết. Anh yêu em. Nếu như ngày xưa ấy ta không lầm lỗi, chắc gì ngày hôm nay hạnh phúc mỉm cười. Trúc ơi, nhiều năm qua đã cố quên em, mà lòng này càng thêm thương nhớ. Nếu như ngày xưa kia không nói yêu em, chắc bây giờ anh cũng đang nhớ lắm. Em nhớ nhà quá à. Nhớ xưởng kẹo nữa. Em thèm được nghe tiếng nói, tiếng cười của chị Năm, chị Bảy. Đêm hôm qua em nằm mơ thấy tụi mình về đến nhà. Khi xe chạy ngang qua cầu Bến Tre, em mừng hết lớn luôn. Em la quá trời la luôn. Thích lắm luôn á. Anh, chừng nào mình mới về nhà hả anh? Điện lên á, nói lúc này xưởng kẹo nhiều hàng lắm, làm tăng ca không nghỉ luôn á. Ai cũng hỏi thăm em á, khi nào mới về nhà lại. Hình như á, là mấy chị thiếu hơi em, mấy chị chịu không nổi, trông em về lắm luôn đó. Em mà về tới ha, em sẽ chạy tới xưởng kẹo liền để thăm mấy chị em. Em nhớ quá à. Chắc là họ vui lắm khi thấy em về đó anh. Thank you.
Trúc ơi, anh đã đưa em về xóm kẹo. Có mọi người ở xóm kẹo đầy đủ để đón em. Sao mà nó chết sớm quá, sao mà ông trời bất công quá mà. Trúc ơi, Trúc ơi, Trúc. Nếu như ngày xưa ấy ta không lầm lỗi,
phúc mỉm cười. Nhiều năm qua đã cố quên em, mà lòng này càng thêm thương nhớ. Nếu như ngày xưa kia không nói yêu em, chắc bây giờ hạnh phúc cũng đã lỡ làng. Cuộc đời ta đâu có bao năm, người yêu ơi, anh yêu em nhiều. Nếu như ngày xưa ấy ta không lầm lỗi, chắc gì ngày hôm nay hạnh phúc mỉm cười. Nhiều năm qua đã cố quên em, mà lòng này càng thêm thương nhớ. Cuộc đời ta đâu có bao năm.